game Skywon sẽ có 4 loại hình sản phẩm cho khách hàng lựa chọn, đó là nhà phố liền kề với kiểu dáng mẫu một mái hoặc mẫu hai mái, biệt thự song lập, biệt thự đơn lập và shop house. Với tổng diện tích toàn dự án lên đến 92,2 hectare, thì trong đó có tới 49,5% là diện tích cây xanh và các công trình công cộng. Đặc biệt, một điều không thể không nhắc đến đó chính là công viên chính ngay tại trung tâm của khu đô thị có tên là Sky Park với quy mô 3 hectare. Và chắc chắn đây sẽ là một công viên đẳng cấp nhất trong khu vực và sẽ là trái tim của dự án. Không chỉ thế, toàn dự án sẽ còn có thêm 6 công viên khác. Thật sự rất đáng để chờ đợi thưa quý vị. Rất nhiều trò chơi đặc biệt và điểm độc đáo nhất đó chính là Adventure Forest. Khu vui chơi này với tiêu chuẩn an toàn quốc tế, khách tham quan sẽ thoải mái đến hơn 2 giờ để trải nghiệm. Sau khi hoàn thành, đây chắc chắn là công viên vui chơi giải trí lớn nhất tại huyện Long Thành. Bên cạnh đó thì tại Jam Skywalk còn có đầy đủ các tiện ích khác như là quảng trường trung tâm thương mại, dịch vụ, khu hoạt động thể thao, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, các khu ẩm thực, vui chơi và giải trí ngoài trời. Còn rất nhiều điều tuyệt vời hơn nữa mà chỉ trong một buổi trải nghiệm, Kim Thoa và Chí Thông cũng không thể cảm nhận hết được. Chúng ta cần phải tới đây để cảm nhận thêm một lần nữa, cực quý vị ạ. Và bây giờ chúng ta hãy cùng trải nghiệm thêm một số tiện ích ngoại khu khác nhé. Gần dự án nhất đó chính là khu công nghiệp Long Đức, chỉ cách dự án khoảng 5 phút di chuyển thưa quý vị. Khu công nghiệp Long Đức có tổng diện tích 282,8 hectare, tổng mức đầu tư của dự án là 1.083 tỷ đồng. Đây là khu công nghiệp liên doanh giữa 3 tập đoàn lớn của Nhật Bản. Và nói đến nền công nghiệp tại huyện Long Thành, chúng ta không thể không nhắc đến một khu công nghiệp rất nổi tiếng tại đây, hình thành ngay từ thời điểm đầu tiên, đó chính là khu công nghiệp Long Thành, chỉ nằm cách dự án Game Skywon khoảng 5 phút di chuyển. Và khu công nghiệp Long Thành được thành lập năm 2003, sau hơn 17 năm phát triển, khu công nghiệp Long Thành đã trở thành một trong những khu công nghiệp đạt hiệu quả cao về thu hút đầu tư của Đồng Nai, khi tỷ lệ cho thuê đã được lấp đầy 100%. Tiếp theo là khu công nghiệp Lộc An, Bình Sơn với diện tích là 497,77 hectare. Tọa lạc tại khu vực Đông Nam, thành phố Biên Hòa, theo hướng quốc lộ 51, thuộc địa bàn xã Lộc An, Bình Sơn và Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Cảng quốc tế Cái Mép Thị Vải là một cụm cảng nước sâu lớn nhất Việt Nam. Cảng được thiết kế để tiếp nhận tàu container có trọng tải lên đến 80.000 DWT với công suất thông qua đạt tới 600.000 đến 700.000 TEU mỗi năm. Công suất thông qua cảng đạt 1,6 đến 2 triệu tấn, chiếm ít nhất 50% tổng lượng hàng hóa qua cảng ở nước ta mỗi năm. Và một điều đáng chú ý hơn đó chính là đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Đây là dự án đường cao tốc tại miền Đông Nam Bộ Việt Nam với tổng chiều dài 77,6 km. Đường cao tốc này khi hoàn thành dự kiến sẽ nối Đồng Nai với Bà Rịa - Vũng Tàu. Và việc di chuyển từ dự án đến Bà Rịa - Vũng Tàu thực sự rất là nhanh chóng và thuận tiện. Và tiện ích số 6 đó chính là cao tốc Bến Lức - Long Thành, là tuyến đường bắt đầu từ nút giao thông cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương tại xã Mỹ Yên - Bến Lức - Long An, điểm kết thúc tại nút giao thông với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thuộc xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, với tổng chiều dài là 57,8 km cùng 4 làn xe, vận tốc thiết kế lên đến 100 km/h. Hiện tại cao tốc đã hoàn thành gần 80% tổng khối lượng công trình, dự kiến thông xe vào cuối năm 2021. Và khi cao tốc này hoàn thành sẽ giúp kết nối nhanh từ miền Tây đến sân bay quốc tế Long Thành. Và cuối cùng Kim Thoa muốn nhắc đến đó chính là việc kết nối nhanh đến sân bay quốc tế Long Thành khi chỉ chưa đến 10 phút di chuyển. Thật sự quá tuyệt vời cho những dân cư ở đây khi sở hữu sản phẩm tại Jam Skywalk. Có thể nói khi sân bay quốc tế Long Thành hoàn thành thì đây sẽ là sân bay có quy mô lớn nhất Đông Nam Á và lọt top sân bay thú vị cũng như là được mong chờ nhất trên thế giới. Rất tuyệt vời thưa quý vị, chỉ mất hơn 30 phút để đến thành phố Biên Hòa và hơn 1 giờ di chuyển để đến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tập đoàn Đất Xanh kiến tạo nên khu đô thị thương mại giải trí Game Skywon hơn cả một nơi an cư. Và đó chính là không gian của những trải nghiệm độc đáo, tận hưởng nhịp sống thương mại, giải trí đa sắc màu, lấp lánh.
với mục tiêu kiến tạo khu đô thị thương mại giải trí sôi động và sầm uất nhất Long Thành, Gem Skywood sẽ trở thành một điểm đến an cư cho những gia đình trẻ, là ngôi nhà thứ hai của những cư dân hiện đại thích làm chủ cuộc sống năng động và nhiều sắc màu.